What's up Trang em, chào mừng Trang em đến với channel của mình là Minecraft. Ok, thì hôm nay mình sẽ làm cái video Minecraft Survival lần thứ 5. Ok, thì ở trong giữa video này thì mình đã kiếm thêm một chú bò và đã có ba con bò trong này rồi. Mình có thêm một chú cừu con thôi mà. Ok. Và các bạn biết mình làm gì nhiều nhất không? Mình đã đi tìm một đống lava. Mình đã lag rất nhiều lần. Và đây. Obsidian, 8 obsidian. Ok, chúng ta sẽ đi vào Nether. Hôm nay các bạn chúng ta sẽ đi vào Nether. Ok. Vào Nether. Ok, let's go. Mình nghĩ là đi vào Nether đâu đó. Hiện gần thôi. Rồi, ở dưới nước luôn nhá. Để mình lấy cái building block này. Ba cái, hai cái. Ok. 2, 3. Let's go. Ô, mình vẫn thiếu à? Mình cần 10 obsidian. Ok. Vậy thì mình sẽ đào cái obsidian này đi đã. Đào cục obsidian này đi. Lâu quá. Ok. Mình đã tìm được khá nhiều. Bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp lava để lấy obsidian ha. Ok, có viên obsidian đây. Ok nào. Đặt viên obsidian đây. Đào mấy cục gỗ rồi. Ok, mình cần hai. Bây giờ mình sẽ vào đây mình tìm lava tiếp. Ok. À, mình vẫn còn một bucket được lava trên này. Mình xem mình có làm tiếp đó không. Ok, thế là mình chỉ cần một cái nữa thôi. Hay lấy lava ở chỗ copper stone generator luôn. Nhưng có dùng mình. Bao giờ cần copper stone mình sẽ dùng. Ok. Đây, bucket lava của mình đây. Sẽ đi đun nó vào đâu nhỉ? Đây. Đây à. Đổ nó vào đây. Giờ tốt rồi. Ok. Ô, mình có một quả táo. Ok. Mình có 9 rồi, bây giờ mình cần một nữa thôi. Và đã làm nên lấy nhiều lava nữa. Đề phòng tình huống này, mình nó không. Nói không. Say no. Say no với lava. Ok, đi tìm lava thôi. À đi, đặt cái obsidian này vào đó. Mình sắp phải bây giờ phải đi ăn. Mình sắp chết đói rồi. Một cái thôi, just one more. Ok. Tin ạ. Bây giờ mình đã có khả năng tìm đường về rồi. Nhưng mà mình nghĩ là video này mình vẫn sẽ tiếp tục lag thôi.
giờ là Paris rồi, mình sẽ làm luôn một cái đấy. Ok, mình không mang bắt kia đi, kệ cũng được, không sao cả. Nó cũng bị ngã ở đây. Cobblestone. Lên nào bể bể. À, không đi vào, vào giữa được à? Ok, lần này mình nghĩ mình sẽ không lạc đâu. Mấy chục lần mình lạc dưới này rồi. Sắp mệt. Ok. Có một lần mình đã đi vòng quanh đây và phần này. Chắc có lẽ cũng vậy. À đúng rồi, mình đi nhầm đường, nhầm hướng rồi. Cái này. Ồ, chết rồi các bạn ơi. À đây à. Ok, là hình hướng này. What the fuck? Hình như chỗ này đúng không nhỉ? Giờ heo. Cái này là chỗ nào đây? Mình xây từ trước đúng không? À hình như đúng không? Sao mình bị ấy? À Hunger. Ít ngay. Ok, tốt rồi. Mình phải đi về nhà nè. Baby zombie đang tắm. Nhà mình ngay đây thôi. Mình có khá nhiều cầu thang ha. Đây, mình chỉ về hướng này. Let's go baby. Rồi. Rồi, ăn, ăn cái này. The fuck, chỗ nào đây? May mắn quá. Mình vẫn còn đồ ăn mà sao mình không lấy ăn nhỉ? Ok, let's go. Đến đây thôi. Sống thật là dài. Có thể sống dài lắm. Nào, ok. Rồi, mình đã có lava đây. À không, obsidian rồi. Bây giờ mình sẽ vào Nether xem. Trời lên anh em. What the fuck? Bò mình đâu hết rồi? Bao con bò mình đâu hết rồi? No, đừng bỏ mất nhá. Mãi mình kiếm bọn này đấy. Đi hơi bị xa rồi. Ok. Thôi kệ đi, kệ bọn này. Nào, mình sẽ chuẩn bị mọi thứ trước khi đi. À, mình lấy thêm glass để trang trí nhà này. Đây. Ok. Mình có một chút đồ ăn ở dưới này nữa nhỉ. Đây, mà mang theo đồ. Không có bíp à? Mà mang một chút lava đi. Đây, rồi. Yeah. Mình cứ làm nhanh một cái này. Một cái bucket nữa. Ok, một cái bucket.
crafting table nữa. Ok, let's go, em trang trí mai nhà. Ok, bây giờ em trang trí... Oh, cà rốt rồi. Rồi luôn. Mình cũng nên làm sao. Ok. Đây đi. Mình cần mang thêm một chút loại. Tốt quá. Quá tốt. Quá tốt. Ok. Này chắc để cho bọn kiều nó nghịch nhau. Ok. Ok, chờ mình trồng một chút và mình sẽ bắt đầu đi ra Nether ngay. Đây. Đây. Mà kệ chỗ đấy đi. Mình có 5 cà rốt, 5 củ. Em bỏ một cái này. Ok, thế được, chắc được rồi đấy. Mình xem có tí gâu nó. Đây, có vàng đây. Mình cần một cục vàng nữa. Ok đi, mình không làm được golden apple đâu. Mình ăn apple rồi. À, ok. Một cục cả. Để mình cho hết mấy thứ không cần thiết lên. Sapling. Cobble. Glass. Ok, ok mình ổn rồi. Let's go to the Nether. Ok, clean and steel. Ok. Dê, hôm nay chúng ta xin vào Nether. Ok. Đừng bảo là crush nha. Lần đầu tiên mình vào Nether thì nên các bạn nên chờ một chút. Ok, được rồi. Ok, nhìn khá kinh dị. Đặt crafting table đây. Và làm một cái sword. Rất là nhanh. Ok, mình nghĩ mình sẽ cheat. Ok, sorry các bạn nhưng mà mình sẽ cheat.
Mình cheat khá nhiều lần để xem ở trong letter có gì thôi, mình xóa đi rồi. Không có gì phải đáng chứ. Mình vào trong này lại. Ok được rồi. Phải lấy hết đồ của mình. Ok. Là buồn. Bọn Pigman bao giờ sẽ quay lại. Chú chết đi. Bọn Pigman khốn nạn. Để mình thay đồ chút đã nha. Nhớ đấy, nhớ cái mặt đấy, nhớ cái mặt đấy, cái mặt chúa vớ vẩn rồi đấy. Ok, mình nghĩ chuyến đi đầu tiên chắc là chỉ thế này thôi. Ok. Thật bực mình gọn Pigman này. Ơ bò mình trở lại rồi. Hóa ra mình phải bị chết à? Thế nào? Yeah, mình ra là nơi lợi. Còn mày thấy hai con lợn vẫn đây, cứ tưởng một con lợn vẫn đi đâu. Con kiều khốn nạn. Lấy cái xe cắt lụng con kiều. Let's go. Đẩy nó vào với nhau. Mi sẽ đương nghịch với bọn này. Ok. Và bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Thank you các bạn đã xem video của mình và hãy nhớ like, share và nhấn nút subscribe cho mình nhé. Ok. Mình rất kiểu. Bye.